nhà với em đi. Sao thế? Hôm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà. Tên khốn đấy, hắn đá em rồi. Hắn ta dám cắm sừng lên đầu em. Em thề với anh nhá, là em sẽ không để cho hắn ta yên. Lại thất tình. Một tháng em thất tình không biết bao nhiêu lần. Em không mệt à? Anh nói cái gì đấy? Em yêu hắn ta được 2 tuần rồi đấy. À, vậy thì tính ra tháng này là chỉ thất tình có 2 lần thôi. Có tiến bộ đấy. Anh cứ trêu em ý. Thôi, cầm thẻ này, rủ bạn bè đi mua sắm và đi ăn chơi đi, cho đỡ buồn. Anh đi làm đây. Ơ, này, em thất tình thật đấy. Anh định bỏ em một mình thật đấy ạ? Anh không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng mà anh còn có công việc nữa. Anh chỉ hy vọng là đây là lần cuối cùng em va vào những cái mối tình nó vớ vẩn như vậy. Được chứ? Thôi, thế nhờ bản thân của em an ủi em vậy nhá. Nghiêm túc lên, đừng để bất kỳ ai làm tổn thương mình, hiểu chưa? Anh đi làm đây. Anh bỏ rơi mình thật à? Sao tự nhiên lại nói mấy cái câu đạo lý như thế nhở? Tôi chết rồi. Alo, này, bà đang ở đâu đấy? Qua nhà tôi đi nhanh lên, không xong rồi đấy này. Đấy, tôi biết ngay mà, chỉ có như thế này mới dỗ dành được bà thôi. Ừ, bà ấy đúng là bạn tốt đấy. Này, nhưng mà như này có hư hỏng quá không nhỉ? Hư hỏng gì? So với cái việc nhá, tôi với bà ra quán ăn nhậu, say xỉn, không kiểm soát được bản thân, lỡ xảy ra chuyện gì không hay ấy, thì như thế này là quá ngoan rồi. Ừ, bà đúng là thương tôi nhất đấy. Ừ, tôi không có thương bà đâu, chỉ có anh trai bà ấy mới thương bà thôi. Ừ, mà cũng đúng. Mỗi người rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng thôi. Chỉ có mỗi anh Toàn ý là lúc nào cũng lo cho tôi. Mà này, sáng nay ý, nhìn anh ấy lạ cực. Cứ nói mấy cái câu đạo lý ý. Nào là nhá, bảo tôi phải sống tử tế, không được để cho người khác làm tổn thương. Rồi còn cái gì nữa nhỉ? À, còn không được va vào mấy cái mối tình vớ vẩn nữa cơ. Mà tôi có vớ vẩn lắm đâu. Tôi lại quá hiểu rõ tính của anh Toàn và bà rồi. Anh ấy cố tình nói như vậy ý, là bà cho bà cảm động. Xong rồi để bà buông tha cho anh ấy còn đi làm ấy chứ. Bà nghĩ đi đâu vậy? Chỉ thế thôi á? Ừ, bà phiền chết đi được. Anh ấy vẫn còn bình tĩnh nói đạo lý với bà ấy, là quá là nhẹ nhàng với bà rồi ý. Nhưng mà tôi có phiền gì đâu nhỉ? Trời ơi, bà nghĩ lại xem, một tháng mà thất tình bao nhiêu lần, lại còn lấy tiền của anh ý bao dai đi ăn nữa, xong lại còn bị nó cắm sừng. Trời đất, anh ấy là quá dễ tính đấy, chứ phải tôi nhá, lâu đi. Này, sao tự nhiên hôm nay lại bênh anh trai tôi kinh đấy? Hay là có gì nhỉ? Khai mau. Bà Hâm à, tôi có crush rồi, anh Toàn này bà làm sao được? Thế thì còn được. Tôi cũng mong là bà không làm chị dâu tôi, chứ nếu không á, tôi hết cửa đi chơi luôn ấy. Tôi ý, thì mong bà có một chị dâu giống như tôi ấy, để cho bà sống tốt lên. Mà thôi, hôm nay có mồi ngon, có bạn Hiền ở đây, nhắc làm gì mấy cái chuyện đấy cho đau đầu ra. Ông anh tôi ấy còn đang ý chồng mông ấy kìa, lo làm gì chị dâu với chị bưởi. Thế đi dô nè, uống cho say rồi mai tỉnh, tỉnh luôn cả mấy cái chuyện kia. Nào, 2, 3, go! Đấy, cứ như thế này có phải tốt không? Này, tôi nói với bà nghe này. Trong tình yêu ấy, kẻ yêu nhiều là kẻ thiệt. Bà hiểu chưa? Nhưng mà tính ra ấy thì cũng chả có gì gọi là yêu cả. Tôi là tôi cay hắn ta ấy, tại vì hắn ta ăn cho đã đi, xong rồi bị yêu con khác thì bực chứ. Thôi được rồi, thể nào cũng quả báo nhãn lồng. À, nhãn gì nhỉ? Nhãn tiền. Ờ, quả báo nhãn tiền. Nào. Ơi, có một lon đã say rồi, thế mà còn đòi nhậu. Ai say chứ? Lên đi, 2, 3, vô. À.
tôi nói cho bà nghe này, không có cái gì trên cuộc đời này quý bằng tự do, bà hiểu không? Ừ, đúng rồi đấy. Này, chưa gì mà đã gục trên bàn đấy kìa. Gục đâu mà gục, tôi bị mất khứ giác nên là cúi thấp xuống xem nó có ngửi được không mà. Bà dương tính nhỉ? Dương tính không bằng trời tính. Yo dạ. Này, tôi đi gửi tình yêu vào đất đây, bà đợi tôi tí nhá. Mà tính cái chuồn nè, bỏ bằng tôi một mình nè. Mê ấy, con bé này lại bày bừa không chịu dọn rồi. Dậy đi mi. À! Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ôi, này, sao bà lại bò vào đây làm gì? Tôi có biết gì đâu. Thôi kệ, chuẩn trước đã. Chuẩn quá chứ mi. Anh bảo em đi nhờ bạn bè của mình ấy, đi ra ngoài đi chơi đi, đi mua sắm đi cơ mà. Tại sao lại về nhà này, rồi ăn nhậu thế này? Rồi còn... Này, không ai trách người say cả. Nhưng mà anh đi về nhà thì thấy bạn thân của em gái nằm đấy, cũng phải gọi dậy hoặc là đi ra ghế sofa nằm chứ. Đằng này anh còn... Rõ ràng anh cố tình. Này, bạn em nói vậy mà nghe được à? Đây là nhà của anh mà. Anh đi gặp đối tác về, anh mệt, anh say, về đến nhà là may mắn lắm rồi. Bây giờ phòng anh thì anh ngủ thôi chứ. Bây giờ làm sao biết cô em vào đấy cái thế nào? Anh... Thôi... Chuyện đã qua rồi, cứ bỏ qua đi. Không được. Bà có biết đây là lần đầu tiên của tôi không? Rồi crush của tôi sẽ nghĩ tôi thế nào? Tôi để dành cho đêm tân hồn đấy. Bà nghĩ sao chứ? Bỏ qua là bỏ qua thế nào được? Này, tôi nói cũng nghe này. Đây cũng là lần đầu của tôi đấy. Rồi sau này vợ con tôi nhé, có cái gì về tôi, hả? Anh đã bắt đền tôi đấy à? Và anh, cô đền đi. Chính anh mới là người phải đền ý. Là cô đấy. Thôi. Thế nào rồi? Tôi còn không dám đối diện với anh Đức nữa. Anh ấy giận, đòi chia tay tôi đây này. Thì bà cứ bình tĩnh đi đã. Chuyện đâu còn có đó mà. Việc gì mà cứ phải cuống hết cả lên như thế? Là do ai chứ? Thì tôi cũng có biết là chuyện nó sẽ như thế đâu. Bà đi mà giải thích với anh Đức đi. Tôi không biết đâu. Việc gì mà phải giải thích? Thời đại nào rồi, người ta có còn quan trọng cái chuyện đấy nữa đâu. Làm sao mà phải giải thích nhỉ? Bà có biết đi, là tôi còn chưa mất nụ hôn đầu không? Tôi còn giữ nụ hôn đầu cho đẹp tân hôn này. Thế mà bà... Thôi được rồi, nói nhỏ thôi. Tôi không biết đâu, tại bà hết đấy. Làm thế nào bây giờ? Này, bà làm sao đấy? Bà với anh Đức có chuyện gì à? Thôi nín đi, kể tôi nghe xem nào. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Kể tôi nghe đi. Này, đừng có nói với tôi là cái này của anh Toàn đấy nhá. Bà làm cái gì đấy? Bà tỉnh dậy đi.
Bà giải quyết chuyện này đi, tất cả là tại bà đấy. Tôi chết rồi. Sao lại thế này được nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Tôi không biết đâu. Bây giờ tôi sống làm gì nữa? Tự nhiên lại đi trưởng Hoàng. Tất cả là tại bà đấy, mà giải quyết đi. Có cái chuyện gì mà khóc lóc sùm lên thế? Anh phải bình tĩnh đấy nhá. Bình tĩnh cái gì? Bạn em tới đây ăn vạ xong rồi khóc lóc tùm lum đau hết cả đầu. Nhưng mà chuyện này quan trọng, anh phải thật sự bình tĩnh mới được cơ. Cái chuyện gì quan trọng? Nhưng mà có chắc đây là của anh không? Em lấy danh nghĩa là em gái của anh, em thề với anh là chắc chắn đây là kết quả của anh. Bạn em ý, nó không phải người như thế đâu. Cô đừng khóc nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm ra. Anh nói chịu trách nhiệm là xong à? Thế còn thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi thì sao? Anh chịu trách nhiệm thế nào đây? Thôi được rồi, cô cứ bình tĩnh đã. Cẩn thận đấy, đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. My ơi, lấy cho chị cốc nước. Này nhá, cô là cô đang phải trả giá cho cái việc ngày xưa rủ mẹ con đến nhà nhậu say đấy. Cho nên ý, lúc nào mà ra đời nhá, nhớ phải bênh vực cho người cô đáng thương này đấy, biết chưa? Kệ cô con nói gì nhá, con chỉ cần ngoan ngoãn, ăn uống khỏe mạnh là được, con nhá. Bố về rồi đây. Hôm nay con bố có ngoan không nhỉ? Cứ làm mẹ khó chịu không? Này, tôi cứ như là cái người thừa trong cái nhà này ấy nhở. Con ngoan lắm. Tại vì được cô My chăm sóc rất là chu đáo cho cả hai mẹ con, nên là con không quấy xíu nào luôn. Cô My nhở. Vậy là tốt rồi. Này, chị dâu em đang khó ở đấy. Em nấu món gì ngon cho chị ấy thích ăn nhá. Với cả con anh mà thiếu chất, anh bắt đền em đấy. Này, hai người có thấy là hai người đang quá đáng lắm không? Quá đáng. Đây là trách nhiệm mà bà cô già này phải làm mà. Thế chị dâu ăn gì để em nấu? Bác sĩ bảo là tầm này thì nên ăn hải sản sẽ tốt cho sự phát triển của xương. Em ra siêu thị ngay đi, mua hải sản tươi về nấu. Nhưng mà bác sĩ bảo thế chứ có phải là My phải nấu đâu. Này, bà có thôi đi không? Muốn gì ấy thì nói thẳng ra đi. Ô, thế bà cô quên là bà cô đã gây ra chuyện gì rồi cơ à? Em đừng có mà chọc tức chị dâu em đấy. Hai người được lắm. Anh biết là em đã phải chịu ấm ức, nhưng mà cũng đừng hành hạ con bé như thế. Anh thấy nó cũng đáng thương mà. Em chỉ trêu thôi. My cũng biết tính em mà, nên là nó sẽ không để bụng đâu, anh đừng lo. Có khi anh phải cảm ơn My mới đúng đấy. Anh nói vậy là sao? Bởi vì nhờ có nó mà anh có vợ đẹp này, con ngoan này, gia đình lại hòa thuận êm ấm nữa. Tốt quá rồi còn gì. Anh này. Này, sau này nhá, con phải biết ơn cô My nhiều vào, biết chưa? Cô My nhá, chăm lo cho mẹ con vất vả lắm đấy nhá. Tôi là tôi mua hải sản cho cháu tôi thôi, chứ không phải là mua cho ai đó đâu. Lấy bình sữa cho bác nào. Bác đến giờ ti rồi.
Đây, đợi cô một tí. Cười cái gì đấy? Nhiều khi tôi cũng không hiểu là tôi là mẹ Bắp hay là cô là mẹ Bắp nữa. Là tôi chứ còn gì nữa. Tôi mới là mẹ nó. Còn cô ấy, cô chỉ là người để thuê thôi. Khiếp. Thế này ai mà lấy được cô Mi chắc là có phước lắm đây. Vừa xinh gái, vừa giỏi giang, lại còn chăm con giỏi nữa chứ. Tại ai mà tôi thành ra như thế này đấy? Ô, tại ai nhở? Tại Bắp đấy nhở. Tại Bắp cho nên là cô mới trở thành người tuyệt vời như thế này đấy. Đấy, thế mà suốt ngày bảo mẹ Bắp là hành xác cô suốt ngày thôi. Chứ không ạ. Chẳng qua nhá, đây chỉ là đang tập luyện cho cô, để cô trở thành một người phụ nữ đảm đang, như vậy mới có chồng được chứ. Chồng con cái gì tầm này? Tầm này nhìn thấy Bắp nhá, tôi chỉ muốn ở đây, ở vậy như thế mãi, để còn chăm Bắp thôi, nhở? Ừ, không được. Cô phải đi lấy chồng để gia đình Bắp còn có không gian riêng chứ. Dạ. Bố về rồi đây. Bắp của bố hôm nay ngoan quá nhỉ. Sao đấy? Chị dâu lại trêu cho à? Em chả hiểu sao lại lôi nó về nhà này làm chị dâu nữa. Suốt ngày này. Từ nay về sau không được phép gọi chị dâu em bằng nó, nhớ chưa? Nhưng mà thôi, Mi lỡ lời. Anh đừng để ý. Ai bảo cô ấy lại là bạn thân của em chứ. Dù có là như vậy cũng không được phép. Phải có tôn ti trật tự chứ. Em biết rồi. Chị, tại chị ấy cứ suốt ngày bắt bẻ em, trong khi nhá em đã làm việc cật lực như thế rồi. Anh à, em muốn thuê giúp việc để làm việc nhà cho cô Mi có thời gian yêu đương ấy. Em nghĩ lại nhá, trong thời gian qua ấy, cô Mi lúc nào cũng tất bật chăm sóc mẹ con em. Cũng thiệt thòi hơn một năm nay rồi. Chị nghĩ thế thật à? Thì tôi cũng muốn tống cổ cô ra khỏi nhà để gia đình Bắp còn có không gian riêng chứ. Công ty của anh vừa có một giám đốc mới. Anh xem xét kỹ lý lịch rồi. Còn độc thân, em có muốn... Có, em đồng ý. Cười cái gì? Hai người ấy cứ suốt ngày ở nhà tình tứ với nhau, lại còn có cả Bắp đáng yêu như thế kia, nhìn ghen tị chết đi được. Em ấy suốt ngày phải chăm Bắp, chả có thời gian để mà đi hẹn hò. Già đi mấy chục tuổi rồi này. Anh chàng đấy là một anh chàng du học sinh mới về nước, đẹp trai, cao to, là một người có công việc, kín tiếng và sạch sẽ và độc thân nữa cơ. Thế em nhắm xem khả năng của mình thì có đủ tán được anh ta không? Được chứ. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn của em ấy, thì em chắc chắn là em sẽ cưa đổ được cái gốc cây đấy. À, thế được. Thế bắt đầu từ ngày mai đến công ty của anh làm việc nhé. Với cả anh chàng đấy là một anh chàng của công việc, cho nên nhá, không chấp nhận những người nhàn rỗi đâu. Nhưng mà sao gấp thế? Tất cả nhân viên nữ đang nhằm nghe cậu ấy rồi. Em không nhanh chân nhé, mất cội thì tự chịu đấy. Em đi. Em đi. Ngày mai là cô sẽ phải ra chiến trường để chiến đấu cho tình yêu rồi. Con ở nhà nhá, nhớ phải ngoan, nghe lời mẹ. Sau này khi nào mà cô có tình yêu rồi, cô hứa là sẽ chăm lo yêu thương con đến suốt cuộc đời nhá. Nhưng mà em chỉ lo cho mỗi Bắp thôi đấy. Anh tìm được giúp việc rồi. Từ ngày mai bắt đầu đi làm. Thế thì tốt. Ừ. Với cả anh chị cũng xin lỗi em, bởi vì sự xuất hiện của Bắp khiến cho mọi thứ đảo lộn hết và khiến cho em phải chịu thiệt nhiều. Thiệt thòi cái gì cơ chứ. Cảm ơn cô Mi vì lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc mẹ con Bắp. Thôi, nhiệm vụ của đứa em gái này đã xong. Bây giờ ấy, em phải đi chọn quần áo để mai còn đi diện kiến người yêu tương lai đây. Chị biết rồi. Bây giờ chị đi làm về chị qua này. Ok chị, đợi khách VIP qua test thử cà phê cho em nhá. Vậy cơ à? Ok, bây giờ chị qua đây. Qua ngay đi chị, hôm nay có cà phê mới đấy. Đảm bảo chị nghiện quên lối về luôn. Thank you.
nó cũng chẳng đáng gì. Nhưng mình là người có trách nhiệm, không phải là vì tôi đang bận thì tôi sẽ ở lại để đợi đền bù. Cần đền bù thì gọi cho tôi. Tôi biết rồi. Alo, cô có phải là người mà làm sức xe của tôi đúng không? Nhanh quá, mới đấy mà anh đã liên lạc rồi. Đúng rồi, anh muốn bồi thường bao nhiêu vậy? Này, não cô bị làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Làm sức xe của người ta, không một câu xin lỗi. Cô tưởng là tiền giải quyết được vấn đề à? Hả? Coi như hôm nay tôi đen đi. Rồi nhá, sẽ có một ngày có người cho cô biết thế nào là cư xử đúng mực như một con người. Báo quản gia tối nay xe anh để ở nhà. Tối bảo bác tranh thủ đi sửa cho anh cái nhé. Xe của anh bị người ta quẹt vào làm sức xe. Giá mà cô ta bằng một phần của cô gái này thì mình đâu có chấp nhận cái chuyện làm sức xe của mình chứ. Này, sáng ngày ra đã cắm đầu vào công việc rồi thế. Mày đi với anh từ bao giờ đấy? Ngoài công việc ra thì anh có biết cái gì bao giờ đâu. Mà tối nay em đi chơi không về đâu, không phải đợi em. Đi đâu mà không về? Thì em đi học lớp. Mà có mỗi mấy đứa con gái với nhau thôi. Định là ở lại tâm sự tí nhá. Ừ. Đây. Cô nghe này. Theo đúng lịch trình thì sáng nay tôi sang bên công ty AB để bàn chuyện hợp tác thay chủ tịch. Có một số công ty muốn đồng hợp tác trong dự án lần này. Tôi đã để sẵn trên bàn. Được rồi, tôi biết rồi. Nhân viên thực tập, đi mua cho tôi cốc cà phê rồi mang qua bàn cho tôi. Nhưng mà tôi còn đang... Sao? Không hài lòng à? Dạ em nghe đây anh ơi. Đối tác bên công ty SVM hôm nay qua bên chúng ta gặp gỡ, trao đổi để bàn về việc ký hợp đồng dự án sắp tới. Hiện tại cuộc họp bên này tôi có lẽ sẽ chấm dứt muộn hơn dự kiến, nên cô sắp xếp tiếp đón đối tác cho cẩn thận nhé. Miếng ăn khó nhằn này lại giao cho mình. Đến lúc có vấn đề thì ai mà chịu trách nhiệm? Lại đổ lên đầu mình chứ ai. Cà phê của chị đây ạ. Ừ, đấy đấy. Này, nhân viên thực tập. Dạ. Cô qua kia sắp xếp hết tất cả tài liệu có đầu số 3307 mang lại đây cho tôi. Vâng ạ. Ừ, tí nữa tao gọi lại sau nhá. Nhân viên thực tập. Dạ. Chuẩn bị có một đối tác lớn qua đây gặp. Giám đốc thì đang họp. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Còn tôi thì có quá nhiều công việc để xử lý. Cho nên là tôi đã giao cho cô. Cô đi chuẩn bị đi nhá. Ờ, nhưng tôi có biết gì đâu ạ. Tài liệu quan trọng của công ty tôi mới vào nên cũng chưa được động vào bao giờ ạ. Thì bây giờ tôi cho cô động vào đây. Đây, cả những tài liệu mà cô vừa lọc ra ấy là những tài liệu mà cô phải đọc trong ngày hôm nay. Một tiếng nữa là đối tác sẽ qua gặp rồi. Nếu mà cô làm không tốt ấy thì cô biết là số phận của mình sẽ đi đâu về đâu rồi đấy. Ừ.
Tiểu thư à? Yêu ái à? Là gì thì giờ cũng chỉ là đứa từng là tiểu thư nhà tài phiệt thôi. Giờ gia đình phá sản rồi, tiểu thư tiểu thiếp gì nữa, cũng chỉ là một đứa thực tập sinh. Nhìn thì nó thôi mà ngứa cả mắt. Chào anh. Anh có phải là đại diện của công ty SVM đến đây để bàn về dự án mới với công ty tôi đúng không ạ? Đúng rồi. Cô đây sẽ tên là My đúng không ạ? Dạ, tôi xin lỗi. Tôi là Dương, tôi không phải chị My. Tôi là thực tập sinh được chị My cử đến để bàn việc với anh ạ. Cô Dương đây chắc là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án lần này. Mời cô ngồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Thưa anh, thật ra tôi mới được đọc tài liệu quan trọng liên quan đến dự án này cách đây có một tiếng trước thôi ạ. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Nếu như anh đồng ý thì chúng ta có thể thỏa thuận về những điều khoản mà hai bên công ty đã bàn bạc. Còn những việc khác thì anh có thể bàn với giám đốc được ạ. Tuy là tôi không có kinh nghiệm, nhưng mà tôi cũng đã xem qua khung của dự án. Tôi có một vài ý tưởng dựa trên suy nghĩ của mình và một số thứ mà tôi đã đọc ở trong tài liệu. Mời anh xem qua ạ. Cô nhìn xem cô đã gây ra hậu quả cho công ty. Tiểu thư à? Tài phiệt à? Bây giờ cô muốn nối gót mẹ cô, muốn công ty phá sản đúng không? Tôi không có. Không có cái gì mà không có? Đúng là đồ sao chổi mà. Tôi đâu có muốn như vậy đâu. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có thời gian chuẩn bị. Bây giờ chỉ có một tiếng để chuẩn bị cho dự án lớn như vậy thì với một người như tôi là hoàn toàn bất khả thi ạ. À, ai cho cô động vào dự án của tôi hả? Cô biết cái gì mà động vào? Tôi đâu có muốn đâu. Là chị My bắt tôi phải đi gặp đối tác mà. Này, cô nói cái gì đấy? Cô không làm được xong bây giờ cô đổ lỗi lên đầu tôi à? Cô mau quỳ xuống xin lỗi anh Đức đi nhanh lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy là anh Đức đang tức giận à? Thôi, cô thu dọn đồ đạc, cút cả công ty cho tôi. Từ mai không phải đến làm việc nữa. Nhưng mà tôi... Đối tác mấy lần này, cậu đã tìm hiểu kỹ chưa? Dạ, tôi đã tìm hiểu kỹ thì mới cho lịch hẹn ạ. Là cô gái đó phải không? Chủ tịch nói sao ạ? À không, không có gì đâu, cậu nói tiếp đi. Cuộc gặp gỡ với cả công ty AB, thực sự tôi đã thiếu sơ suất. Tôi không nghĩ một công ty lớn như vậy mà lại có hành xử như vậy. Việc cho một thực tập sinh không chút kiến thức gì ra để tiếp đón chúng ta, đó là một điều thiếu tôn trọng. Cho nên không cần phải bàn tiếp làm gì ạ. Nhưng mà ý tưởng của cô thực tập sinh đó thực sự rất mới mẻ. Dường như cô gái đó rất hiểu tâm lý người dùng. Vậy sao cậu không thử hẹn gặp riêng cô ta và cho riêng cô ta một cơ hội nữa? Dạ, thưa anh, cô ta đã bị sa thải ngay lúc đấy rồi ạ. Tôi đã có thử liên lạc nhưng mà không gặp được. Xin lỗi cô tiểu thư nhá. Bị đuổi việc rồi, chắc là không có gì ăn đâu nhở. Tội nghiệp quá đi mất thôi. Cô, tôi đâu có làm gì cô. Tại sao lúc nào cô cũng phải tìm cách để hại tôi thế? Cô không biết gì á? Chuyện 5 năm trước cô quên nhưng mà tôi không bao giờ quên. Cố lên, chỉ cần lần này đàm phán được, dự án thành công, chắc chắn là mình sẽ được thăng chức và qua Mỹ làm việc. Ước mơ bấy lâu nay của mình sẽ thành hiện thực sớm thôi. Cơ hội này mình đã đợi rất là lâu rồi. Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, bạn tôi đang gặp tai nạn nên là tôi đi phải đi gấp. Cô cầm tạm số tiền này đi, rồi tự lo liệu nhá. Còn đây là số điện thoại của tôi. Có gì thì liên lạc với tôi phải đi đây, gấp quá.
tôi thật sự là không biết về chuyện đó. Không biết thì không có tội à? Mà cũng đúng thôi, một tiểu thư tài phiệt thì làm sao quan tâm đến chuyện đấy cơ chứ. Cô không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ngay khi anh Đức giới thiệu cô vào công ty và kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy, thì tôi thấy cô thật buồn cười, thật là đáng đời. Cô nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem, trông thảm hại biết bao nhiêu. Đúng vậy, trước đây tôi đã nghĩ như vậy, rằng tôi là con nhà tài phiệt, có gì mà tôi không giải quyết được bằng tiền cơ chứ. Nhưng bây giờ không có tiền, tôi như đứa cụt chân, cụt tay, bịt miệng, không làm được gì hết. Ơ hai cái anh này, anh làm cái gì ấy? Anh thấy em ngồi một mình buồn, anh muốn làm cho em vui thôi mà. Anh bị điên à? Tôi không quen anh đâu, tránh xa tôi ra. Gớm, người hiện còn ngại. Không sao đâu, anh hiểu. Bị điên à? Bỏ ra. Ngồi xuống đã. Đứa nào ấy? Đứa này đây. Cậu khôn hồn ý, mau cút đi. Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Tôi là ai á? Tôi đã báo công an vì cái tội quấy rối người khác của anh rồi đấy. Nếu không nhanh lên ý, thì đến lúc ăn cơm tù bóc lịch ý, đừng có trách con này á. Chị ơi, em cảm ơn chị. May mà có chị, không thì... Không sao đâu, không có gì. Chị yêu của em lại vừa cun ngầu nữa đúng không? Có gì đâu, ở khu này đông dân cư nên là lộn nhộn quá em ạ. Yêu của em khác. Bảo sao mà em không mê chị sao được. Chị là khách VIP của em đấy. Nhưng mà kể từ ngày mà chị đến đây ấy, là em chăm chỉ đến quán hẳn ra. Sao thế? Nhìn chị có vẻ không tươi tắn như mọi ngày. Có chuyện gì à? Chị bị đuổi việc rồi em ạ. Trước đây không đi kiếm tiền, tiêu tiền thấy dễ dàng. Bây giờ đi làm thì mới thấm. Chị cũng là tệ quá em ạ. Hay là chị đến đây làm quản lý quán cho em đi. Vừa được uống cà phê thoải mái, lại còn vừa có việc làm nữa. Nhưng mà chị chưa thử làm cà phê bao giờ. Không sao, chuyện đấy em sẽ giúp chị. Chị chỉ cần đồng ý thôi, nhá. Vậy thì thời gian tới mong là đứa em chiều cố nhá. Không biết là trời sập hay sao mà tiểu thư nhà ta hôm nay vui vẻ lạ thường thế nhỉ? Anh này. Ừ? Anh người yêu chưa? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hay là em kiếm người yêu cho anh nhá. Chứ anh già rồi có còn trẻ gì nữa đâu mà kén. Ô, con bé này. Đang yên đang lành lại bảo anh già. Vớ vẩn. Thì không đúng à? Mà anh có còn trẻ nữa đâu. Bây giờ ấy, em sẽ tự đi tìm chị dâu cho mình. Việc của anh ấy chỉ cần đồng ý thôi là được nhá. Con bé lạ nhỉ. Lại có cái trò gì đấy không biết nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Không sao đâu. Là cô ấy sao? Yêu, chị cứ yên tâm đi. Đây là anh trai của em, là vị khách hàng mà chị không phải lo đắc tội đâu. Chị yêu. Ừ. Thế anh không nhớ là em đã bảo là em sẽ tự tìm chị dâu cho mình à? Đây là chị Ý đấy. Cái con bé này nói cái gì đấy? Thôi, để chị vào trong lấy khăn để lau dọn chỗ này đã nhá. Ôi trời đất ơi. Không hiểu sao lần nào đi ký hợp đồng cũng gặp cái đứa xui xẻo như mày nữa. Nhưng mà bây giờ mày chỉ là con phục vụ bàn thôi. Có làm ảnh hưởng đến tao thì cũng không có tiền đền đâu nhờ. Tôi xin lỗi. Đúng là con người xui xẻo. Lần trước mày phá hỏng dự án lớn của tao với công ty SVM, tao còn chưa tính sổ với mày. Cho mày nghỉ việc quả là dễ dãi với mày quá. Nhưng là hai người bắt tôi phải đi gặp họ mà. Mày còn có tư cách lên tiếng à? Ngày trước không,
cái trạng thái bây giờ của mày càng không. Hai người. Vậy với tư cách là vợ của chủ tịch FVM thì có quyền lên tiếng không? Cái gì? Vợ chủ tịch FVM á? Đúng rồi đấy. Anh trai của tôi là chủ tịch FVM. Các người làm ăn thiếu trách nhiệm, xong rồi đổ hết lỗi lên đầu chị dâu tôi là được à? Tôi thật kinh. Là chủ tịch của FVM, tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không hợp tác với các anh là vì sự vô trách nhiệm của những người đứng đầu. Mang một thực tập sinh ra để đi đàm phán với công ty của chúng tôi là một sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà thực sự là cô ấy làm rất tốt, ý tưởng rất hay. Ngay sau đó tôi đã cho người tìm kiếm rồi, nhưng mà các người đã đuổi việc cô ấy vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Từ nay về sau, tôi cấm các người động đến vợ chưa cưới của tôi một lần nào nữa. Nếu không nhé, tôi sẽ không biết được là bản thân mình sẽ làm gì đâu. Các người về đi. Ngồi đi. Anh không biết em là cô gái thực tập sinh đó. Thưa vợ chưa cưới của anh trai em. Chồng chưa cưới của chị ấy đã tương tư chị từ rất lâu rồi đấy, nhưng mà lại bị em phát hiện đấy. Hai người nói gì? Tôi không hiểu gì cả. Em về rồi. Có bao giờ thấy cười kiểu đấy đâu nhỉ? Bà chị cun ngầu của mình đây mà. Được rồi, cứ để em. Này, anh trai của tôi đang xem cái gì đấy mà tôi về cũng không biết à? Lúc đó là chị đang trên đường đến quán cà phê của em đấy. Thì chị còn kể với em là chị lắm sức xem người ta, xong rồi bị người ta gọi điện mắng. Nhưng mà đang nói chuyện dở ấy thì máy chị hết pin đấy. Nói chị biết một bí mật nhá. Cái xe đấy là của anh trai em ấy. Tôi xin lỗi, lúc đó là tôi đã không đúng. Vậy là... Là người mà anh ghét với cả người mà anh tương tư ấy lại cùng là một người. Thôi, duyên ông trời ban rồi. Đi một vòng ấy vẫn cứ là va vào nhau. Thì va luôn thì còn gì nữa. Vợ ơi, em xong chưa? Em xong rồi này, mình đi thôi. Này, tôi ấy là người bằng da bằng thịt mà sao cứ cảm giác như kiểu là không khí nhỉ? Ban đầu ấy bảo hai người đến với nhau đi thì cứ làm giá cơ. Bây giờ á, cưới nhau về rồi lại còn đóng cảnh hạnh phúc, đi chơi bỏ đứa em gái này ở nhà nữa chứ. Thế thì mau kiếm người yêu đi, rồi mày cũng đi như thế. Chứ bây giờ cũng già rồi còn gì nữa mà làm giá. Được rồi, anh chị đi đi. Coi như là em chưa nói gì được chưa? Đi. Hai cái đứa này, nghịch thế không biết. Em đâu phải em đâu, là My nó đẩy em đi chứ. Cái con người vong ân bội nghĩa này, giúp cho lại còn đổ thừa như thế à? Nghịch quá rồi đấy nhá. Mà anh mình hôm nay sao chăm chỉ chạy bộ thế? Cho nên là em cũng rủ Dương chạy bộ cùng. Anh ngờ lại ngã vào lòng anh thế thôi. Này, hai đứa rảnh rỗi quá ấy, thì làm vài vòng đi cho nó khỏe người. Đừng bám theo anh nữa nhá. Em nữa, ai thèm bám theo anh. Em không hề. Em chỉ... Này, cậu bảo tớ chạy bộ để đi theo anh Toàn còn gì. Giữ cho người ta tí liêm sỉ chứ nào. Thôi được rồi, làm gì thì làm đi, anh chạy tiếp đây. Làm người ta ngại chết đi được. Thôi đi cô nương ạ. Nhìn cái mặt lúc ngã vào lòng anh của tớ, sướng muốn chết đi được, lại còn bày đặt. Thì cũng thích. Thôi chạy. Alo. Cái gì cơ? Anh
là anh. Dương đâu? Anh đã làm gì cô ấy? Dương đâu? Cô gái á, bị thương cũng nghiêm trọng đấy, đưa đi bệnh viện rồi. Cái gì? Anh không phải cô ấy à? Đang ở viện nào đây? Cứ đến đây. Anh ơi, không phải như thế đâu. Là anh, là tại anh. Đáng lẽ vừa rồi anh không nên đuổi Dương đi. Để Dương đi theo cũng được cơ mà. Tất cả là do anh. Dương đang ở đâu? Anh Toàn, anh bình tĩnh một chút đi ạ. Anh à, tôi biết là anh đang rất buồn. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vô thường như vậy đấy. Lúc nãy vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng. Tôi với cô gái này đã gọi xe cấp cứu đưa cô ấy vào bệnh viện Bạch Mai. Nhưng mà tôi nghĩ là anh nên vào, có thể là sẽ được nhìn mặt cô ấy lần cuối đấy. Chia buồn với anh. Dương, em hiện về với anh sớm như vậy à? Anh xin lỗi nhá. Lúc em còn sống, anh đã không đối xử tốt với em, thường xuyên chọc ghẹo em, lại còn bơ đi tình cảm em dành cho anh nữa. Thật sự là anh xin lỗi em nhiều lắm Dương ạ. Anh này bị làm sao nhở? Anh ta tưởng cô kia là hồn ma à? Anh Toàn, anh thôi đi được rồi đấy. Em bỏ ra. Có lẽ là em không thấy đâu, nhưng mà anh thấy, linh hồn của Dương đang hiện về với anh đấy. Em vừa lấy tay của linh hồn đập vào đầu anh đấy. Là... chuyện này là... Dương, là em sao? Ô thế hóa ra anh coi em là cái linh hồn à? Là con ma á? Thì vừa rồi anh nghe điện thoại, có người gọi cho anh bảo là bị tai nạn. Rồi anh chạy đến nơi thì ông này máu mày bê bét ra, rồi còn không thấy Dương đâu nữa. Anh mới... Thì tại vì nhá, lúc nãy là hai bọn em đi chạy bộ, xong rồi gặp một chị bị tai nạn giữa đường. Nhưng mà cái người đâm vào chị ấy bỏ chạy cơ. Bọn em thì hai đứa con gái, không mang theo điện thoại, đường thì vắng. Nhưng mà cũng may là có anh này, thế nên là ba bọn em đã cùng đưa chị vào viện. Còn Dương của anh thì vẫn an toàn đứng đây thôi. Tại thấy mọi người vất vả nên là em đi trước mua nước cho mọi người. À, thì ra là như vậy. Lúc nãy tôi tưởng anh là người nhà của người bị nạn, tôi mới nói thế. Thì ra là như vậy à? Lúc nãy có người quan tâm chết đi sống lại Dương nhà mình cơ. Anh lo chơi vì thế cơ à? Không, đấy chỉ là hiểu lầm thôi, làm gì có chuyện đấy. Em cảm ơn anh ạ. Nếu mà không có anh thì hai đứa con gái bọn em không biết làm như thế nào cả. Không có gì, đi đường gặp người bị nạn, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Mà lúc nãy cô gái này cũng làm rất tốt, con gái mà năng nổ. Tôi rất nể phục cô. Thôi được rồi, tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Nhưng mà ba người làm tốt đấy, khả năng là tôi đi trước đây nhá. Ngồi thẳng cái lưng lên. Người ta đến bây giờ. Này nhá, cái hợp đồng này quan trọng lắm đấy. Không ký được á, về anh Toàn nó xích cả tao lẫn mày đấy. Thì khi nào người ta vào thì tao ngồi thẳng. Thật xin lỗi, đã để hai người chờ lâu rồi. Anh này, anh còn nhớ bọn tôi không? Đương nhiên là nhớ rồi, không ngờ lại được gặp mọi người đấy. Thế là chúng ta là đồng nghiệp. Không, vậy là chúng ta là đối tác. Hai người ngồi đi. Hôm qua chia tay vội quá, cũng chưa kịp hỏi thăm được gì. Tôi là My, đây là Dương, bạn thân của tôi ạ. Tôi là Đức, mà hôm qua hai người vất vả rồi. Ai cô gái mà cái hét sung thật đấy. Thế nên tôi mới chú ý đến. Mà kỹ thuật sơ cứu của cô cũng rất là tốt. Mấy cái kỹ thuật sơ cứu đấy không là gì với cả My đâu. Ngày xưa My còn học y khoa cơ mà. Biết khoe bạn quá ta. À đúng rồi, hay là hai cô cho tôi xin số điện thoại để liên lạc nhá. Có gì tôi xin chỉ giáo chứ.
Đây, số tôi đây. Cái ông Đức thấy được phết nhở? Nói chuyện vui phết, nghe cũng được. Nghe kiểu như là nói chuyện hợp nhau ấy. Thích thật sự. Mày đã biết thích đấy. Hai cô nương có cái gì mà vui vẻ thế nhở? Anh Toàn, có một chuyện siêu trùng hợp, siêu bất ngờ luôn. Chuyện gì? Nói đi. À, cái người mà chúng ta gặp ở vụ tai nạn hôm trước ấy. Không ngờ, người đấy lại chính là đối tác hôm nay mà em gặp mặt đấy. Ô, thế cơ á? Thế là có duyên phết đấy chứ. Vậy thì hợp đồng hôm nay chắc là ký ngon lành đúng không? Hợp đồng là sao? Anh bảo hai chị em đi ký hợp đồng. Vậy mà lúc đi vui vẻ, bây giờ lại hỏi anh câu này là sao? Chuyện này là do mi. Sao lại là do mi? Là tại Dương bảo là nói chuyện với người ta vui quá, hợp quá, cuốn quá, thế nên là không nhớ đến hợp đồng nữa. Cái gì? Nói chuyện với người ta thú vị lắm à? Chuyện này, nhưng mà alo. Là tôi đây. Anh Đức à? Ui, tôi cũng đang định đi tìm anh đây. Có phải là để quên bản hợp đồng ở đây rồi đúng không? Hợp đồng cũng quên rồi. Tôi quên mất đấy ạ. Nhưng mà tôi đã đọc qua bản hợp đồng của công ty bên cô, rất ổn và phù hợp với tiêu chí đầu tư của chúng tôi, nên đương nhiên tôi sẵn sàng để đặt bút ký hợp đồng này. Ui, thế thì tuyệt quá anh ạ. Nhất định là chúng ta sẽ có thêm một buổi để bàn bạc hợp tác sâu hơn ạ. Đương nhiên rồi. Dạ vâng, thế thôi ạ. Chào anh, cảm ơn anh ạ. Thấy chưa, em ký được hợp đồng rồi đấy nhá. Vâng, quý hóa quá. Lại chẳng quý hóa. Mày quá đi. À không, phải nói là năng lực của hai đứa mình đỉnh quá đi. Vâng, năng lực của hai cô thì quá là giỏi rồi. Thế bây giờ xong hợp đồng rồi thì phải ăn mừng chứ nhỉ? Được luôn. Đấy rồi, hai đứa chọn địa điểm rồi chọn bàn đi, rồi báo cho anh nhá. Bây giờ anh còn việc phải làm. Ok anh. Bây giờ anh còn việc phải làm. Ừ, thì anh cứ làm đi, báo cáo với bọn em là gì. Đây là văn phòng của anh. Thế hai đứa muốn anh làm việc ở đâu? rút thôi. Rồi, nhập tiền thôi. Còn ai? Chưa đủ người. Còn ai nữa? Xin chào mọi người, tôi không làm phiền chứ? Còn cả anh Đức nữa anh ạ. Dù sao thì người ta cũng sắp hợp tác với công ty mình. Làm quen, tìm hiểu nhau cũng là điều đương nhiên đúng không? Anh thấy em gái của anh dạo này thông minh không? Cái con bé này. Không sao đâu. Mà thật không ngờ anh lại chính là đối tác của công ty chúng tôi. Đúng là trái đất này tròn thật. Tôi cũng khá là bất ngờ khi được gặp lại cô Dương và cô My đây. À, cả anh Toàn nữa. Cả Dương á, thằng nhãi này có vấn đề chắc luôn. Mà này, tôi nể phục cô thật đấy. Cái tài liệu quan trọng như vậy cũng để quên được. Nói đi, có phải cô đang dùng kế điệu hổ ly sơn để khiến tôi tò mò, rồi tôi mở số tài liệu ra xem đúng không? Đúng là cao nhân, bái phục. Thế mà anh Đức cũng nghĩ ra được. Anh đúng là vui tính thật đấy. Thế mà cũng có người mở ra đọc. Vậy là trúng kế rồi. Vâng, bản thân tôi tình nguyện trúng kế mà. Em gửi đồ ăn ạ. Ê, cẩn thận. Không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng mà tay anh cũng mỏng rồi kìa. Tôi không sao, chỉ hơi nóng chút thôi. Cũng may là không đổ vào người cô Dương. Phải rồi, anh Toàn không sao chứ? Không sao, mọi người dùng bữa đi. Là em đưa tay đưa tôi lau cho. Cô Dương phải cẩn thận chứ, hợp đồng mà. Thôi, dùng bữa đi. À này, hôm nay cũng muộn rồi, hay là Dương ở lại đây ngủ với My luôn nhá. Tưởng chuyện gì. Chuyện này á, không cần nói, Dương cũng tự nguyện ở lại luôn. Này,
giữ thể diện cho người ta tí đi. Con tưởng là phải cẩn thận, thích nghe lời của tên nào đấy cơ. Nay anh lại còn quan tâm em thế cơ. Không, anh bảo là đi vào đi ngủ sớm đi. Vâng ạ, em biết rồi. Sao? Tình cảm gớm. Thôi, Dương thì vào ngủ nhưng mà My ở lại, em nói chuyện một tí. Này, ý anh là như vậy đấy. Thì vấn đề đấy. Gì đấy? Nói cái ấy, ai mà hiểu được ý anh? Thì ý anh là em nên... À, không phải là anh ích kỷ đâu. Nhưng mà em nên bảo Dương là không nên tiếp xúc gần với cả Đức. À, cả em nữa. Đừng tiếp xúc gần với cả Đức. Vì anh thấy là Đức tuy là đối tác của mình, nhưng mà anh cảm giác là có ý đồ gì với bọn em. Hóa ra có người đang sợ bị cướp mất Dương đấy. À, ai bảo? Anh dặn cả em mà. Này, ai mà thèm sợ cơ chứ. Đấy là anh lo cho em thôi. Thế cơ đấy. Ừ. Chứ đâu mà cái thân thiết quá với người ta, người lạ biết đâu một lần. Người ta tốt thế cơ mà. Mà này, anh có thấy là Đức cũng có ý gì đấy với Dương đúng không? Chuyện này... Hay là Đức thích Dương? Cái gì? Sao? Gì mà... ghen lên thế? Anh mày thèm ghen á? Có khi là thích Dương thật. Bởi vì cách đối xử với mình... Mà thôi, chuyện này là phải tìm hiểu đó. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây, anh đi ngủ ngon nhé. Con bé này, này! Tao cũng đang định bảo. Tao nói trước. Cùng nói. Được. 3, 2, 1. Đức thích mày. Đức thích mày cơ mà. Điên à. Đức thích mày tao nhìn rõ là. Nhưng mà tao thấy cái cử chỉ hành động của Đức ấy, quan tâm vô cùng là thích mày luôn. Con này, Đức thích mày thì có đấy. Nhưng mày nói thế thì anh toàn của tao biết làm sao. Anh toàn của tao cơ đấy. Thì sớm muộn gì anh ấy phải là của tao. Tán từ nhỏ đến lớn đến giờ chẳng lẽ lại không thành công à? Nhưng mà anh toàn ấy chỉ là giận cái gì đấy, hay là không thích Đức cho lắm hay sao ấy, hoặc là vì anh đang ghen mà, vì đang yêu mà. Con điên này chỉ nói giỏi là linh tinh với cả nói bậy thôi. Anh ấy vẫn còn lại nhiều người tao lắm. Hoặc là chỉ coi tao như là em gái giống như mày thôi. Nhưng mà không phải đánh trống lảng đâu. Nghe lời tao, vô lấy tình yêu của đời mình đi. Thích mày ý. Thích mày. Cá đi. Cá thế nào? Bây giờ cá xem là anh Đức thích tao hay là thích mày. Nếu mà đứa nào thua ấy thì phải đáp ứng một nguyện vọng to lớn của đứa thắng. Chốt luôn. Chốt. Để xem người ta ấy sẽ ra lỡ cho mày hay là cho tao. Tình cảm nằm ở đây chứ đâu. Khi về còn làm trò thật đấy. Để tôi. À, nặng lắm đấy. Để tôi cầm cho. Tài liệu cần phải kiểm tra đang nhiều quá. Phiền mọi người rồi. Không sao, ăn cơm thế này cũng ngon mà. Đồ anh toàn đặt, món nào cũng ngon. Lần sau mà khó mở cơm quá ấy, thì bảo anh mở cho. Không cần phải nhờ người ngoài đâu.
Không sao, rồi cũng sẽ thân nhau thôi mà. À, ăn thế này phải uống cùng Coca mới ngon. Ngoài kia có máy bán nước tự động, để em đi mua nhá. À, em đi cùng Dương. Này, không biết có chuyện gì mà sao mà anh toàn căng ấy nhở? Căng hơn cả lúc mà bơ tới. Mà anh Đức cũng lạ lắm cơ, hai người đấy biết làm sao ấy nhở? Cũng không biết nữa. Hay là vì anh Đức thích cậu? Con nhỏ này đang nghiêm túc mà. Nhưng mà có khi là anh toàn cũng thích cậu nên là mới ghen đấy. Được thế, quá là gì chứ. Nhưng mà là anh Đức thích cậu, anh Đức thích cậu, tôi nhất định sẽ thắng cược. Thích cậu rồi còn phải đặt rỗ chứ chẳng ngại. Anh Đức này, tôi nghĩ là anh phải nên công tư phân minh một chút. Nếu như để việc tình cảm ảnh hưởng tới công việc thì không hay lắm đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta đấy. Chủ tịch Toàn này, đừng ích kỷ như vậy chứ. Anh sợ là tôi sẽ làm hư em gái anh à? Hay là sợ tôi cướp mất bạn Thanh Mai trúc mã của anh? Chuyện với Dương anh cũng biết à? Có gì mà tôi không biết chứ. Tôi thường hay nói chuyện phiếm với họ mà. Cô ấy kể. Cô ấy nhắn tin với Dương à? Thôi, căng thẳng làm gì? Ăn cơm đi. Vậy là ổn rồi đấy. Chúng ta có thể triển khai theo kế hoạch này. Vậy là được nhé. Như thế là được rồi đúng không ạ? Ừ. Vậy thì đi thôi. Ok. Hai con người kia. Đấy, em nhìn xem, bạn thân của em đấy. Từ nhỏ tới lớn cứ lải nhải là thích anh, bây giờ đi với người khác đấy. Giận cả chém thớt. Rõ ràng là mình cũng đã bị tổn thương mà. 1, 2, 3, yo. Uống đi. Uống đi để mà quên đi cái con người thôi uống. Anh buồn là vì Dương thân thiết với Đức chứ gì? Ừ. Anh nghĩ là một mình anh buồn chắc. Này, nói thế là sao đấy? Thôi, không có gì, uống đi. Chỉ có bia rượu mới làm chúng ta vui thôi. Chỉ có người nào đấy thích thôi. Mà cái Dương thích anh thì có, anh cũng thích đâu. Uống đi. Yo. Này, uống nhanh thế. Ông anh mình tiểu lượng uống một tí đã say rồi. Sao mình lại ngu ngốc thế không biết. Lại đi uống rượu, uống bia với một cái người mà uống một tí đã thấy say. Đấy. Không. Đức, cậu dám giành Dương với tôi à? Tôi phải đấm chết cậu. Tôi nói cho cậu biết nhé, Dương là người yêu của tôi, là vợ tôi nuôi từ bé đấy, cậu biết không à? Đấy, đã bảo rồi, lại bảo không ghen đi. Cái khoảnh khắc này trăm năm có một lần, phải quay lại mới được. Anh cũng biết đâu, anh cũng yêu mỗi Dương thôi, yêu nhất cuộc đời này. Mày phải bằng mọi cách kéo Dương về cho anh đi. Thôi, anh tôi, bây giờ em đi bắt Dương về cho anh nhá. Ừ, ok. Đau đầu thế nhở? Anh nhớ là mình uống cũng mỗi một tí mà. Có trộm.
đi. Nhà có ai kia? Cái gì vậy em? Nhà có người vào kìa. Này My, đừng nói là sinh nhật cậu mà cậu không nhớ đấy nhá. Hôm nay sinh nhật tớ à? Có người làm tớ buồn cho nên là tớ quên mất. Anh cũng thế đấy. Có người làm anh tổn thương, anh cũng chả nhớ. Thế lại có ai làm hai người tổn thương vậy? Thôi nào, My, chúc mừng sinh nhật. Thổi nến đi. Thế thì tớ ước nhá. Tôi ước là người tôi yêu thương cũng sẽ yêu thương lại tôi. Vậy không biết tôi có thể có cơ hội trở thành người cô thương được không? Thật ra ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ. Hy vọng tôi cũng có chút gì đấy ấn tượng trong mắt của cô. Kìa, để người ta chờ thế à? Đồng ý đi. Nhưng mà lần cá cược này tôi thắng rồi nhá. Em cũng thích anh. Anh yêu em. Từ từ. Khoan. Sao đấy? Chẳng phải là mày muốn là có một thứ rất là quan trọng hay sao? Bây giờ nhá, tao sẽ cho mày xem cái thứ quan trọng đấy. Hóa ra... Thật không ngờ lại được thấy bộ dạng này của chủ tịch toàn. Con bé này, anh cho mày một trận bây giờ. Nào, cẩn thận không là người yêu em đánh anh đấy. Thôi, tỏ tình với người ta đi. Nhanh nhẹn lên. Thực ra anh thích em từ ngày xưa rồi. Chẳng qua anh cứ từ chối để tỏ ra ngầu ngầu một chút thôi. Nhưng mà khi thấy em đi bên người khác, anh cảm thấy thật sự sợ mất em. Vậy nên em có thể đồng ý lòng yêu của anh được không? Em đồng ý. Đấy là tao nuôi vợ từ bé đấy.